Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02 8764 3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4 trên 68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình hình dịch bệnh với chủng Omicron tại Úc có vẻ đang được ổn định. Tuy nhiên, mức độ lây lan trên toàn thế giới vẫn chưa giảm hạ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO tin rằng đại dịch có thể sẽ tiếp tục với biến chủng mới. Trong khi đó, thì sinh hoạt kinh tế tại Úc đang gặp nhiều thử thách với chỉ số lạm phát lên mức 3.5% và thị trường chứng khoán Úc Châu đã rớt giá thảm hại. Và sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong ngày Quốc Khánh Úc Châu 26 tháng 1 năm 2022. Đầu tiên là tóm lược dịch bệnh trên toàn quốc trong 24 giờ qua. Hôm qua thứ Ba, New South Wales đã có 18.512 ca nhiễm và 29 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện là 2.943 người, kể cả 183 người tại ICU. Con số tương đương tại Victoria là 14.836 ca nhiễm và 29 người tử vong, 1.057 người nằm bệnh viện và 119 người tại ICU. Trong khi đó thì Queensland đã có 9.546 ca nhiễm và 11 người tử vong. 928 người nằm bệnh viện và 51 người tại ICU. Nam Úc đã có số ca nhiễm thấp nhất kể từ đầu năm đến nay là 1.869 ca và 5 người tử vong, 287 người nằm bệnh viện và 32 người tại ICU. Tasmania đã có 643 ca nhiễm cộng đồng và 1 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện là 35, kể cả 3 người tại ICU. Lãnh thổ thủ đô hôm qua có sự gia tăng về số ca nhiễm ở mức 904 người Ngoài ra, Canberra cũng có thêm một nạn nhân tử vong, 67 người nằm bệnh viện và 3 người tại ICU. Lãnh thổ Bắc Úc hôm qua đã có 286 ca nhiễm mới, 78 người nằm bệnh viện và 4 người tại ICU. Cuối cùng là tại Tây Úc hôm qua đã có 18 ca nhiễm mới, 2 người nằm bệnh viện và 1 người tại ICU. Quốc Khánh Úc Thủ tướng loan báo người Úc xuất sắc trong năm, nước Úc vẫn tiếp tục tranh cãi về ngày 26 tháng 1 có nên được chọn làm ngày quốc khánh hay không. Xuất phát từ nguồn gốc ngày 26 tháng 1 năm 1788, khi đoàn tàu đầu tiên chuyên trở tội phạm Anh quốc đến cảng Sydney để bắt đầu tiến trình định cư của người da trắng. Bởi lý do ấy mà tập thể người thổ dân đã coi 26 tháng 1 là ngày xâm lược, và tiểu bang xa xôi như Tây Úc thì coi 26 tháng 1 là ngày quốc khánh của New South Wales. Cứ mỗi năm là vấn đề thay đổi ngày quốc khánh liên tục được nêu lên. Nhưng ngay trong hàng ngũ những người đói thay đổi ngày quốc khánh thì vẫn chưa có sự đồng thuận là ngày nào có thể được chọn để thay thế. Tuy vậy, năm nay cũng đã có một diễn tiến tích cực là lá cờ của người thổ dân đã được chính phủ liên bang mua lại tác quyền và đã trả nhiều triệu đô la cho người sáng tạo để lá cờ này có thể được tự do sử dụng bởi tất cả cư dân Úc mà không còn bị tố cáo là vi phạm tác quyền. Ngày Quốc Khánh Úc hàng năm đều có hai diễn tiến quan trọng. Diễn tiến thứ nhất là Thủ tướng loan báo kết quả bình chọn bốn nhân vật được coi là xuất sắc nhất cho các giải thưởng người Úc trong năm. Và diễn tiến thứ hai là toàn quyền liên bang loan báo danh sách những công dân ưu tú được tưởng thưởng huy chương. Hôm qua tại Canberra, Thủ tướng Morrison đã loan báo bốn công dân Úc đã được một ủy ban do chính phủ thành lập gọi là Australian National Committee bình chọn là những người Úc xuất sắc nhất. Người thứ nhất đã vinh dự nhận được danh hiệu The Australian of the Year là ông Dylan Alcott, 31 tuổi, đã nhận huy chương OAM Ông Alcott vừa là một người khuyết tật và cũng là một nhà tranh đấu từ thiện, và người ta hy vọng là ông Alcott có thể sẽ có khả năng hàn gắn sự đoàn kết trong cộng đồng trong năm 2022. Người tiền nhiệm là bà Grace Thame, là một người tranh đấu cho nữ quyền và đã gây nhiều tranh cãi khi thường có thái độ lạnh nhạt đối với Thủ tướng Morrison, ngay cả trong buổi lễ chiều hôm qua. Người thứ nhì được chọn cho huy chương Senior Australian là một người đã liên tục làm việc tình nguyện trong lĩnh vực xe cứu thương, đó là bà Vy Dempsey, Bà Dempsey đã được tưởng thưởng huy chương vì những nỗ lực giúp đỡ nạn nhân của các cuộc cháy rừng và thời gian phục vụ tình nguyện đã kéo dài trên 50 năm. Người Úc xuất sắc thứ ba là một bác sĩ 26 tuổi có tên là Daniel Nua, được bình chọn là Young Australian, nhờ vào sáng kiến thành lập một dịch vụ y tế tình nguyện để giúp đỡ những người vô gia cư tại New South Wales. Cơ sở này được gọi là Streetside Medics hiện nay đang có 145 nhân viên tình nguyện và 4 trận y viện tại New South Wales, đã trợ giúp hơn 300 cư dân vô gia cư có nhiều bệnh tật, kể cả bệnh nhân HIV. Sau cùng, nhân vật thứ tư được bình chọn là Local Hero, tức là người hùng địa phương, đó là bà Shana Wan, vốn từng là nạn nhân của vấn nạn rượu trẻ. Bà Wan đã thiết lập một cơ sở từ thiện để trợ giúp cho những người nghiện rượu, đặc biệt là những người sinh sống tại các vùng nông thôn. Cả bốn nhân vật này sẽ giữ vai trò của họ trong vòng 12 tháng và vào dịp lễ quốc khánh năm tới, theo Ủy ban National Australia Day Committee sẽ lại bình chọn bốn nhân vật xuất sắc khác để tiếp tục truyền thống công nhận những ai đã phục vụ cho cộng đồng một cách vô vị lợi. Quốc khánh Úc Hai công dân Úc gốc Việt nhận được huân chương Order Australia đẳng trật AM Mỗi năm, nước Úc có hai lần công bố danh sách những công dân ưu tú được tưởng thưởng huân chương Order of Australia. Lần thứ nhất là vào lễ quốc khánh 26 tháng 1 và lần thứ nhì vào dịp lễ sinh nhật nữ hoàng, tức là vào đầu tháng 6. Sáng sớm hôm nay, toàn quyền liên bang David Hurley đã phổ biến danh sách gồm 732 công dân Úc ưu tú đã được nhận lãnh huân chương Order of Australia. Huân chương Order of Australia được thiết lập vào năm 1975 để thay thế cho huân chương Hoàng gia Anh Quốc, Huân chương này có bốn đảng trạch, cao nhất là AC, thứ nhì là AO, thứ ba là AM và thứ tư là OAM. Trong danh sách được phổ biến hôm nay có 732 công dân ưu tú. Trong số này có 7 người đã được tưởng thưởng huân chương cao nhất, tức là AC, kể cả cựu thủ tướng Malcolm Turnbull, trong khi 25 người đã được tưởng thưởng huân chương AO, 155 người đã được huân chương AM và 545 người nhận được huân chương OAM. Và trong số 155 người được tưởng thưởng huân chương AM năm nay, có hai công dân Úc gốc Việt. Thứ nhất là bác sĩ Bùi Trọng Cường, trước đây đã nhận được huân chương OAM và nay đã được tăng trật lên thành AM để công nhận những thành quả trong lĩnh vực văn hóa đa nguyên và các dịch vụ cho cộng đồng người Úc gốc Việt. Nhắc lại là bác sĩ Bùi Trọng Cường là chủ tịch liên bang thứ nhì kế nhiệm luật sư Lưu Tường Quang hồi tháng 4 năm 1982. Hiện nay, bác sĩ Bùi Trọng Cường vẫn còn giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Queensland. Trong khi người thứ nhì nhận được huân chương AM sáng nay là giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một nhà nghiên cứu y học người Úc gốc Việt, sinh sống tại Sydney. Việt Face TV xin chúc mừng bác sĩ Bùi Trọng Cường và giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Nhắc lại là trong số những người Úc gốc Việt xuất sắc đã từng phục vụ trong cộng đồng người Việt tự do và được tưởng thưởng huân chương AM còn có ông Nguyễn Văn Thuất, bà Nguyễn Phượng Vĩ, cựu giáo sư Trần Mỹ Vân và cựu giáo sư Thomas Trần. Ngoài ra còn có hai công dân Úc gốc Việt đã được tưởng thưởng huân chương AO. Thứ nhất là luật sư Lưu Tưởng Quang, chủ tịch đầu tiên của cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu và cũng là trưởng nhiệm hệ thống phát thanh SBS Radio. Người thứ nhì là ông Lê Văn Hiếu, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy hội Văn hóa Đa nguyên Nam Úc và sau này đã được bổ nhiệm làm toàn quyền tiểu bang Nam Úc nên ông Lê Văn Hiếu đã được tăng cấp với đảng trật AC. Sinh hoạt kinh tế Lạm phát Úc tăng lên mức 3.5% trong năm 2021 Theo Tổng nhà Thống kê ABS thì trong quý 4 của năm 2021, tức là 3 tháng sau cùng của năm ngoái, thì tỷ lệ lạm phát đã tăng lên mức 3%, và trên căn bản chọn năm thì mức lạm phát tại Úc là 3.5%. Đây là chỉ số được coi là khá cao so với chỉ số mà ngân hàng chữ kim aba ưa chuộng là từ 2 đến 3%. Lý do của sự gia tăng này là vì chi phí nhà cửa gia cư đã tăng lên 4.2%, trong khi chi phí xăng dầu cũng đã tăng lên 6.6%. Nhìn chung thì sự gia tăng chi phí sinh hoạt là vì chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn trong thời đại dịch và nước Úc cũng đã và đang trải qua thời gian thiếu hụt nhân công và thiếu vật liệu xây cất. Đây là những yếu tố ngoại lai phát xuất từ bên ngoài và theo các chuyên gia thì có thể sẽ tạo nhiều khó khăn cho ngân hàng chữ kim RBA. Nhắc lại là ABA sẽ nhóm họp trở lại vào ngày thứ ba, ngày 1 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết nhâm dần. Và tất nhiên đây là cơ hội mà ngân hàng ABA sẽ duyệt xét lại vấn đề gia tăng lãi suất. Trước kia, ngân hàng chữ kim đã từng nói là lãi suất ở mức thấp lịch sử sẽ tiếp tục trong năm 2022-2023. Tuy nhiên, theo nhận xét của các giới chuyên gia, thì nếu ngân hàng chữ kim gia tăng lãi suất, thì ABA cũng sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mức độ lạm phát, vì mức độ lạm phát cao hiện nay là do ảnh hưởng từ nguồn cung ứng ở nước ngoài. Thị trường chứng khoán Úc đã rớt thảm hại nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Do ảnh hưởng bởi sự rớt giá của thị trường chứng khoán trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu, thị trường chứng khoán Úc châu ngày hôm qua đã có lúc giảm giá đến 3% tương đương với 75 tỷ đô la. Tuy vậy, khi sàn giao dịch đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều, thì thị trường chứng khoán đã phục hồi phần nào khi mà chỉ số o Ordinary đã mất 2.52%, xuống còn 7.256 điểm và chỉ số ASX200 đã mất 2.48%, xuống còn 6.962 điểm. Tính thành tiền thì hôm qua, thị trường chứng khoán Úc đã mất gần 63 tỷ đô la. Nhìn chung thì trong suốt tuần qua, thị trường chứng khoán Úc Châu đã liên tục rớt giá và thiệt hại hàng trăm tỷ đô la với số điểm 6.962 của ASX 200 thì đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Hay nói khác hơn là mọi sự gia tăng cổ phiếu trong vòng 8 tháng qua này đã hoàn toàn bị bốc hơi. Với mức lạm phát cao tại Mỹ là 7% và dự định gia tăng lãi suất của ngân hàng chữ kỳ Mỹ thì có lẽ thị trường chứng khoán tại Úc sẽ còn tiếp tục rớt giá. Hôm qua hầu hết cổ phiếu đều tuột dốc, ngoại trừ ngành hầm mỏ, trong khi lĩnh vực ngân hàng cũng đã bị thiệt thòi nhiều. Cụ thể thì ngân hàng ANZ đã mất 4.3%, ngân hàng NAB đã mất 3.8%. Theo giới quan sát thì chủng biến thể Omicron cũng đang làm suy sụp niềm tin thương trường. Vận động bầu cử không chính thức, y tế và giáo dục là ưu tiên của Đảng Lao động. Ngày hôm qua tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra, lãnh tụ lao động Anthony Albanese đã trình bày chính sách bầu cử Điều này cho thấy là mặc dù cuộc vận động tranh cử chưa chính thức bắt đầu, nhưng chính phủ cũng như đối lập đều không bỏ lỡ cơ hội để vận động không chính thức. Trong dịp này, lãnh tụ Anthony Albanese cũng đã nêu giáo dục và y tế là hai lĩnh vực mà đảng lao động cho là quan trọng nhất và cũng là hai lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của đảng lao động trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Ngoài ra, ông Albanese cũng loan báo một ngân khoản 440 triệu đô la để cải thiện mức độ an toàn của các trường học, đặc biệt là trong vấn đề điều hòa không khí trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn lây lan tại Úc. Nhắc lại là theo nguồn tin báo chí, từ cuộc bầu cử liên bang sắp tới có thể được tổ chức vào ngày thứ Bảy 14 tháng 5 hoặc thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm nay. Google có thể phải kiểm duyệt kết quả tìm kiếm Google cảnh báo về hậu quả khó lường khi họ phải kiểm duyệt kết quả tìm kiếm trực tuyến nếu phán quyết của tòa án tại Úc có hiệu lực. Trong đơn đệ trình lên tòa án cấp cao tại Úc tuần này, Google cho biết họ có nguy cơ phải thực hiện kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm hiển thị trên dịch vụ của mình trong trường hợp phán quyết về khoản bồi thường 40.000 đô la không bị hủy bỏ. Nhắc lại là vào năm 2004, trang VH đã đưa tin, George Deferos, một luật sư ở Victoria đã bị bắt vì âm mưu giết người Năm 2016, Defteros yêu cầu Google xóa bài báo khỏi trang tìm kiếm, nhưng hãng từ chối dù cáo buộc đối với Defteros đã bị bác bỏ từ năm 2005. Theo quan điểm của hãng, bài báo đến từ một nguồn uy tín nên không thể gỡ bỏ. Defteros sau đó đã kiện Google về tội phỉ bán. Năm 2020, tòa án ra phán quyết có lợi cho luật sư này và yêu cầu hãng phải bồi thường cho ông 40.000 đô la. Tuần này, Google đã đệ đơn kháng án, nhấn mạnh họ không sản xuất nội dung trên dịch vụ tìm kiếm các trang xuất bản nội dung phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu trong kết quả tìm kiếm chứa thông tin phỉ bán. Theo hãng dịch vụ Internet Mỹ, phán quyết nếu có hiệu lực sẽ có tác động tàn phá đối với Internet. Cụ thể, những công ty như Google phải đóng vai trò kiểm duyệt, ngay cả với các nguồn tin uy tín phải đi xác minh thông tin, sau đó chặn kết quả khi được báo cáo. Hãng khẳng định động thái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhiều người. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.